Hello mọi người, vừa đang chúng anh chúc mọi người một ngày mới thật là an lành. Hôm nay chúng em chung sẽ lên một cái phiên bản bán hàng, đó là hồ điệp giống. Đấy, bán giống nhưng lại có ngồng mọi người nhé. Bán giống nhưng lại có ngồng, mọi người nghe thấy lạ không ạ? Tức là hồ điệp giống như em chung cây rất là dạo dạng hàng Việt Nam chất lượng cao. Và khi mà nó đủ tuổi, tức là đủ tuổi và nó gặp điều kiện thuận lợi, thời tiết lạnh và cái nhiệt độ mà nó phù hợp để cây hồ điệp ra hoa thì nó vẫn ra hoa bình thường mọi người nhé. Đấy, và mọi người đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190, hoặc liên hệ qua fanpage, qua kênh TikTok và YouTube của Lan Trung Anh. Và hôm nay em Trung sẽ có 5 màu, em lọc cả vườn luôn mới được 5 màu mã đại và có ngồng hoa như này mọi người. Đấy, nhà em làm rất là cẩn thận nha. Mỗi một mã là bên em sẽ có những cái mã như này cho mọi người này. Đây là 01, tức là viết tắt của từ Trung Anh 01 đây mọi người này. Đây, cái mã này là mã hồng tia chớp này, TA01 này. Đấy, các bác đang ra cây cũng như là đánh dấu màu cẩn thận cho mọi người, tránh trường hợp là bị nhầm cây mọi người nhé. Đấy, các bác nhận được hàng thì có thể nhìn thấy chữ TA01 này, thì mọi người mà không biết thì có thể em gửi lại cái bảng mã bên em cho mọi người. Và em giới thiệu qua mặt hoa luôn, xong nhìn cây này. Hôm nay có 5 cây 5 màu và em tri ân nhé. Thực ra cái hàng ngồng này rất là cao mọi người này. Cái hàng ngồng này cao lắm, nhưng mà bên em Chung chỉ tri ân cho mọi người giá cực kỳ là yêu thương cho ngày cuối tuần, với giá là 25.000 một chậu. Và em cũng Chung cũng chia sẻ luôn là các mặt hoa này. Mặt hoa đầu tiên là trắng họng đỏ này, 5 bông đại nhá. Trắng họng đỏ này, cái bông này gần tàn này. Bông này gần 3 tháng rồi, nó sắp tàn đến nơi rồi. Đấy, nhưng nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp của cái màu trắng họng đỏ mọi người này. Đấy, màu số 2 là màu chớp bản đồ, hay còn gọi là bản đồ kho báu nhá. Cái bông rất là to như luôn. Thế nhưng mà riêng cái màu bản đồ kho báu này thì có thể là xác suất 10% nó ra cái mặt hồng kho báu, tức là nó sẽ ra cái màu cơ bản từ ngày xưa khi nó chưa lai nhau đấy mọi người. Đấy, nó sẽ không có viền chớp này mà nó ra cái màu cơ bản mọi người nhá. Đấy, thế nên bác nào mà mua hàng cây giống hoặc là hàng ngồng hoặc là như hàng cắt ngồng bên em Chung mà bản đồ kho báu, hay là cái màu trắng chớp này mà nó ra cái màu trắng nguyên ấy, thì mọi người thông cảm. Đấy, nó ra xác suất 10% hàng cây mô mà. Đấy, cái này, cái bản đồ màu số 2 này. Màu số 3 là màu đỏ địa chủ, hay còn gọi là chớp đỏ địa chủ này. Đấy, bông đại rất là đẹp luôn. Màu số 4 là màu hồng Anna. Anna thì rất là đẹp nhưng mà cái bông này nó gần tàn rồi mọi người. Cái bông này nó sắp tàn đến nơi rồi. Đấy, màu số 5 là hồng tia chớp. Hồng tia chớp này em Chung có mẫu nhưng mà cũng may là có một bông chuẩn bị nở này. Đấy, nhiều bác bảo mua cái hồng tia chớp này nhà em về nó nở xinh lắm luôn. Đấy, thế nên là qua cái cây này mọi người nhá, em muốn nói cho mọi người là đối với cây hồ điệp không quan trọng bầu cốc 3.5, 2.8 hay là 1.7, mà quan trọng là chuẩn giống, chuẩn cây. Đấy, chuẩn giống thì dù một bầu 1.7 nó vẫn ra được bông đại mọi người nhá. Có cái là bông nó sẽ chưa đạt bông. Ví dụ như bông bình thường nó đạt cực mắc của nó là 17 cm, thì là khi mà cây hoa bói nó chỉ tầm 12 cm mọi người nhá. Đấy, và giá cho mọi người là 25.000 một cây, và đi đơn 10 cây em Chung bao ship tặng một cây. Đấy, giá rất là rẻ cho ngày cuối tuần. Mua 10 cây bao ship tặng 1, 5 cây 5 màu 100% có ngâu. Và em chú ý cho mọi người là cây sẽ từ 3 đến 4 lá tùy theo mã hoa. Đấy, bởi vì khi mà cây mọi người nhá, nó sẽ có cặp lá chân như này. Có cặp lá chân như này mọi người. Có cặp lá chân như này này. Đấy, thì là mọi người khi mà nó chuẩn bị sang một cái chu trình phát triển mới, nó sẽ rụng cặp lá mô đi. Thế nên cây nó sẽ là 3-4 lá chứ không phải là cây rỗi mọi người nhá. Riêng hàng cây giống khi nó rụng cặp lá chân này, nó chuyển qua một cái chu trình phát triển mới mọi người này. Đấy, rất là đẹp như này. Đấy mọi người cứ chốt 5 cây 5 màu. Đấy, chả hồng tia chớp này em sẽ quay mặt hoa mẫu này, còn cái mặt này hoa bói đó. Các bác nhìn những cái mặt hoa mẫu khách nhà em trồng này. Tuy nó là cây nhỏ nhưng mà hoa cũng rất là xinh luôn mọi người. Đấy, các bác phải nhanh tay đặt hàng nhá. Đây cây mẫu đây mọi người. Đấy, cây chớp sữa khách nhà em trồng đây mọi người này. Đấy, so với cái bông đại hàng 3.5 mọi người này, nó không khác gì luôn nhá. Nó không khác gì đấy. Thế nên em Chung mới bảo bầu cốc không quyết định là giống đại, giống khủng long hay là giống mini, mà quan trọng là chuẩn giống và quan trọng shop bán hàng như thế nào. Đấy, hiện tại em thấy trên thị trường đang tràn lan hàng khủng long, mà em thấy cây nó còn bé hơn hàng đại như em Chung ấy. Đấy, nó đều là hàng hoa đại Đài Loan thôi chứ không phải là khủng long mọi người nhá. Khủng long không bao giờ có mặt hoa đẹp đến vườn xuất ra đâu ạ. Đến cái hàng hoa giống còn chưa có xuất ra làm sao mà có những cái mặt hoa đây màu chớp sữa mọi người. Đấy, riêng màu chớp sữa đây cây khách em trồng này. Đấy, 25.000 một cây nhá em chị ơi. Các bạn nhìn dán rất là cẩn thận mọi người. Mỗi cây sẽ là một cái mã tem. Đấy, đủ 5 cây 5 màu. Đấy, ship toàn quốc là 35.000, và đặc biệt mọi người mua 10 cốc em Chung bao ship và tặng một nhá. Bao ship tặng một nhá, mọi người chú ý giúp em. Đấy, cứ 5 cây 5 màu, màu số TA01 này là màu chớp, hồng tia chớp. Đấy, có hồng tia chớp này, trắng họng đỏ này, hồng bản đồ kho báu này, đỏ địa chủ này, và màu hồng Anna phân nhánh này, rất là đẹp luôn. Đấy, 5 cái màu mà cực kỳ hot luôn, và cũng cực kỳ là siêng hoa cũng như là bền hoa, rất là bền hoa, cây này 3 tháng rồi, bắt đầu mới tàn hoa này mọi người, rất là đẹp luôn.
Đấy, mọi người đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190 hoặc liên hệ qua fanpage có kênh TikTok và YouTube của Lan Trung Anh để được đặt hàng mọi người nhé. Và số lượng cái hàng gồng thì không có nhiều mọi người ạ, chứ không ai bán hàng gồng là 25.000 một cây đâu ạ. Xin một cây trắng ốc đỏ à, đây. Đấy, cây trắng ốc đỏ là TA05 đây mọi người. Đấy, trắng ốc đỏ này, hồng tia chớp này, Anna này. Và đây, cây bản đồ ở đâu nữa, có màu bản đồ với cái màu màu địa chủ. Địa chủ đâu, là địa chủ đây. Đấy, 5 cây 5 màu ở nhà nhé, 5 cây 5 màu. Đấy, cây Anna này mọi người. Đấy, rất là đanh cây nhá, hàng vườn Việt Nam chất lượng cao, bộ rễ thì siêu khỏe rồi mọi người. Đấy, về mà nếu mà cái rễ nào nó, bởi vì bên em là hàng thuần vườn, thế nên là rễ nó rất là khỏe. Đây này, cây à. Đây này, cây này là cây chớp đỏ địa chủ này. Rễ này các bác nhìn này. Đấy, rễ rất là khỏe luôn. Về mọi người cắt sạch rễ đi, cắt bớt rễ đi cho em nhá. Cắt bớt rễ già đi để cho nó lên một cái bộ rễ mới, cũng như là những cái lá chân này mọi người này, đến nơi có thể là anh các bác công nhân như em là không bỏ cái lá chân khô đi, nếu nó héo mọi người giật đi cho em nhé, bởi vì trong quá trình trồng cái lá mô này cũng tự dụng. Đấy, đấy là quá trình phát triển tự nhiên của cây lan hồ điệp. Đấy, thế nên nhiều bác mới chơi lan bảo ôi em ơi gửi hàng giống đến nào mà héo hết cả lá chân của chị hay là của anh đấy. Và đấy là một đặc tính sinh học, và mọi người phải cảm ơn em Trung là bởi vì em Trung gửi cho mọi người cây quá già dặn để chuyển sang một cái chu trình phát triển mới mọi người nhé. Đấy, đặc tính sinh học của cây hoa lan hồ điệp. Các bác mà đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline, cũng như là muốn tư vấn cách chăm cách trồng hồ điệp cây giống, cũng như là hướng dẫn sử dụng combo phân thuốc để làm sao các bác được cuối năm mọi người được những cái cây hoa hồ điệp đạt bông như này và đẹp như này để trưng hoa Tết, thì mọi người có thể là liên hệ hoặc nhắn tin qua Zalo em Trung sẽ tư vấn, bởi vì em Trung thì rất là nhiều những cái combo cho quá trình chăm lan rất là hiệu quả mọi người nhé, với giá rất là yêu thương luôn, chỉ có 100.000 một combo và tặng thêm một gói siêu ấn đỏ, ship toàn quốc là 35.000, và đặc biệt là mua từ hai combo này bên em Trung bao ship. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Em hẹn mọi người trong cái video tiếp theo.